đoàn khảo sát đã tới kết nối khảo sát sản phẩm du lịch tại huyện Văn Yên. Đoàn đi khảo sát thực tế tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, ngôi đền cổ nằm bên bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông. Đây là nơi thờ chính mẫu thượng ngàn, mẫu đệ nhị trong tục thờ mẫu tam phủ của người Việt. Năm 2009, Đền Đông Cuông được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ đã được UNESCO công nhận. Đền Đông Quang là điểm tâm linh của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh nhớ về nguồn cội. Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt du khách từ khắp các tỉnh thành trong nước hành hương về đền mẫu đệ nhị thượng ngàn, dân hương, kính mẫu, vãn cảnh đền và cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống. Đoàn cũng đã khảo sát và trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An ở tổ 10 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, có diện tích 10 ha với 18 căn biệt thự nghỉ dưỡng, trị liệu, phục hồi nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho du khách trong không gian thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa đậm chất Tây Bắc. Khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 3 sao với các dịch vụ độc đáo hấp dẫn, tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch Văn Yên, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế qua khảo sát đại diện các công ty lữ hành mong muốn huyện văn yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các trang mạng xã hội tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch quảng bá các tiềm năng của huyện phối hợp với công ty tổ chức tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng làm du lịch để đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện văn yên trong đó lấy du lịch tâm linh làm trọng tâm chú trọng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương